Ok, xin chào các bạn. Dưới đây là danh sách 10 quốc gia lớn nhất trên thế giới tính theo diện tích được trang World Atlas công bố mới đây. Nếu tính theo dân số thì danh sách này sẽ thay đổi rất nhiều. Từ vùng Bắc Cực xa xôi đến tận mũi phía Nam châu Mỹ, các quốc gia lớn nhất trên thế giới bày ra một bức tranh đa dạng về địa lý thế giới, khí hậu và động vật hoang dã trên khắp hành tinh. Nhìn chung, các quốc gia này có hầu hết các kiểu địa hình xuất hiện trên trái đất, từ rừng nhiệt đới, rồi lãnh nguyên, núi cao, rồi thung lũng, bờ biển, đồng bằng và sa mạc. Thú vị là danh sách này luôn luôn thay đổi. Lịch sử đã chỉ ra rằng ranh giới địa chính trị thay đổi đáng kể sau nhiều thế kỷ trôi qua. Trong những thập kỷ tới, không ai biết được rằng quốc gia nào sẽ trở thành quốc gia lớn nhất trên thế giới. Hiện nay, 11,5% diện tích đất đai trên thế giới chỉ thuộc về một quốc gia, và không có gì ngạc nhiên khi biết rằng quốc gia đứng thứ 10 còn nhỏ hơn quốc gia đứng thứ nhất hơn 7 lần. Nếu tất cả 10 quốc gia lớn nhất trên thế giới được kết hợp lại với nhau, sẽ chiếm đến 49% diện tích toàn thế giới. Và đây là 10 quốc gia đó. Vị trí thứ 10, Algeria. Với 2,38 triệu km2, Algeria là quốc gia lớn thứ 10 trên thế giới theo diện tích và là quốc gia châu Phi duy nhất nằm trong danh sách này. Algeria có đường bờ biển Địa Trung Hải dài 998 km, 90% diện tích của đất nước là sa mạc và phần lớn các vùng sa mạc ở vị trí rất cao so với mực đất biển. Dãy núi Tell Atlas chạy dọc bờ biển của đất nước, trong khi phần bên trong nội địa, phần lớn nằm ở độ cao hàng chục mét so với mực đất biển, chứa phần sa mạc Sahara thuộc Algeria. Phần sa mạc này của Algeria rộng lớn kéo dài đến tận phía nam của đất nước, qua biên giới với các nước Nigeria và Mali. Vị trí thứ 9, Kazakhstan. Kazakhstan chiếm khoảng 2,72 triệu km2 của vùng Trung Á, trải dài trên vùng đồng bằng và cao nguyên rộng lớn, một nơi mát mẻ và khô ráo. Người Kazakhstan sở hữu bản nhiệt độ tuyệt vời trong suốt cả năm, không quá nóng nhưng không quá lạnh như nước Nga, đất nước láng giềng về phía bắc của Kazakhstan. Kazakhstan là một phần thuộc Liên Xô cũ trong hầu hết thế kỷ 20. Hiện nay, Kazakhstan là quốc gia không giáp biển có diện tích lớn nhất thế giới và là quốc gia nội địa duy nhất nằm trong top 10. Vị trí thứ 8, Argentina. Argentina, quốc gia đông dân thứ 32 trên thế giới và là quốc gia lớn thứ 8 về diện tích. Đồng thời, đây cũng là quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất trên thế giới. Thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất là thành phố cảng Buenos Aires, nơi từng tổ chức World Cup năm 1978. 2,78 triệu km2 của đất nước Argentina bao gồm nhiều cấu trúc địa lý và nhiều kiểu khí hậu đa dạng nhất trên thế giới. Vùng đầm lầy ở phía Bắc chịu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu trong vùng nhiệt đới, trong khi phía Nam lại nhường chỗ cho các vùng băng giá. Argentina chia sẻ vùng Patagonia với Chile là phần chóp cuối cùng của châu Mỹ. Đây là một trong những nơi ngoạn mục và nguy hiểm nhất trên hành tinh, trải dài từ Nam dãy Andes đến Đại Tây Dương. Mũi đất phía Nam của Argentina được gọi là mũi sừng, điểm quan trọng trên hải trình quốc tế và là nơi sóng to bão lớn thường xuyên xảy ra nhất trên thế giới. Vị trí thứ 7, Ấn Độ. Ranh giới của Ấn Độ đã thay đổi khá nhiều lần trong nhiều thế kỷ qua, và thậm chí Ấn Độ vẫn tuyên bố rằng khu vực phía bắc Kashmir, khu vực tranh chấp với Pakistan, hoàn toàn thuộc chủ quyền kiểm soát của mình. Nhưng hiện tại, nếu không tính Kashmir, lãnh thổ của Ấn Độ trải dài 3,29 triệu km2. Trung Quốc, Afghanistan, Myanmar, Bhutan, Pakistan, Bangladesh và Nepal đều có chung đường biên giới với Ấn Độ. Các vùng địa lý trải dài từ dãy núi Himalaya hùng vĩ đến bờ biển nhiệt đới phía nam. Về mặt địa chất, Ấn Độ được cho rằng tồn tại trên một tiểu lục địa riêng của mình, và các nghiên cứu địa chất cho thấy toàn bộ quốc gia này cũng như một số quốc gia láng giềng gần gũi đã từng phân tách khỏi châu Á bằng một vùng biển sau khi hoạt động địa chất của trái đất dẫn đến trôi dạt lục địa và va vào mảng kiến tạo Á-Âu tạo thành dãy Himalaya như hiện nay. Và vị trí 6, Australia. Chênh lệch khoảng 4,4 triệu km2 giữa Úc và Ấn Độ thể hiện khoảng cách khá lớn về kích thước giữa hai quốc gia được xếp hạng liên tiếp trong top 10. Úc với khoảng 7,69 triệu km2, gấp hơn 2 lần so với Ấn Độ. Cho đến nay, đây là quốc gia lớn nhất ở châu Đại Dương. Về mặt kỹ thuật, nó lớn đến mức thậm chí không đủ điều kiện của một hòn đảo. Nó nên được gọi là một vùng đất liền lục địa. Phần lớn dân số sống ở các thành phố ven biển như là Sydney ở phía đông và Perth ở phía tây, với lý do hết sức chính đáng là vùng hẻo lánh của Úc là một trong những vùng khô nhất và nóng nhất trên thế giới. Cùng với khí hậu và địa lý khắc nghiệt,
Úc được biết đến với nhiều loài động vật hoang dã, thiên nhiên ngoạn mục và cả những nguy hiểm chết người. Thứ năm, Brazil là quốc gia lớn nhất Nam Mỹ với 8,51 triệu km vuông. Brazil nằm trong khu vực của cánh rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, rừng Amazon. Amazon rất dày đặc và rộng lớn đến nỗi các nhà thám hiểm và nhà khoa học đã tìm thấy những nền văn minh của loài người chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Brazil cũng có đường bờ biển Đại Tây Dương ở phía đông, trải dài khoảng 8.000 km. Hầu hết các thành phố của nó, bao gồm Rio de Janeiro và São Paulo, đều đứng chân trên bờ biển. Vị trí thứ tư, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nghe Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nghe sang quá. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Canada, mỗi quốc gia đều chiếm 7% bề mặt địa cầu. Trong số này thì Trung Quốc là nhỏ nhất, tùy thuộc vào cách tính của chúng ta. Nó vào khoảng 9,6 triệu km vuông. Con số này không bao gồm các vùng lãnh thổ tranh chấp. Trung Quốc thì có đường biên giới chung với 14 quốc gia khác như là Afghanistan ở phía Tây, Nga ở phía Bắc và Việt Nam ở phía Nam. Đây là quốc gia lớn nhất châu Á. Khí hậu và con người của nó thay đổi đáng kể theo khu vực. Ở phía Bắc, nhiệt độ khá thấp, đồng thời Trung Quốc cũng chiếm một phần sa mạc Gobi, sa mạc lớn thứ tư trên thế giới. Ở phía Nam, nhiệt độ thường xuyên đạt mức trung bình của vùng nhiệt đới. Với hơn 1,35 tỷ công dân, Trung Quốc là quê hương của 56 dân tộc được công nhận. Có dân số Hồi giáo lớn thứ 18 trên thế giới, dân số Kitô giáo lớn thứ 19. Với 1,9 bác sĩ trên 1.000 dân, Trung Quốc có nhiều bác sĩ hơn toàn bộ dân số của Qatar. Nghe sang quá, Trung Quốc thể diễn hay cũng giỏi rồi. Vị trí thứ ba là Mỹ. Nước Mỹ chỉ lớn hơn Trung Quốc một ít, chiếm 9 triệu 830.000 km vuông, giáp biên giới với Mexico ở phía nam và Canada ở phía bắc. Hoa Kỳ là nơi có một loạt hình thái địa lý và động vật hoang dã đa dạng. Quốc gia được chia thành 3 mảng riêng biệt. Phía Tây là dãy núi Rocky. Các tiểu bang Thái Bình Dương được biết đến với thời tiết ôn đới quanh năm và bãi biển trải dài dọc bờ biển California. Bị kẹp giữa Rocky và sông Mississippi, vùng đồng bằng rộng lớn kéo dài từ Canada đến tận Mexico, đưa khu vực đồng bằng Hoa Kỳ trở thành một trong những khu vực có đất đai màu mỡ nhất trên thế giới. Cuối cùng, các tiểu bang phía đông Mississippi là trung tâm công nghiệp và kinh tế của nước Mỹ, với các thành phố trải dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Vị trí thứ hai, Canada. Canada 9,98 triệu km vuông, khiến nó trở thành quốc gia lớn nhất ở bán cầu Tây, với đường bờ biển dài 202.080 km, có nghĩa là nó có đường bờ biển dài hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Với mật độ dân số là 4 người trên 1 km vuông, điều này có nghĩa là với 35 triệu người dân của Canada, mỗi người có thể sở hữu diện tích 61 mẫu Anh, tức là 24 hectare. Nằm giữa Bắc Cực và Hoa Kỳ, lãnh nguyên băng giá khổng lồ của Canada kéo dài tới tận phía trong của vùng Bắc Cực. Canada chia thành hai phần, ở nửa phía tây của đất nước là dãy núi Rocky, chạy từ Bắc xuống Nam, vùng thảo nguyên rộng lớn tạo ra một vùng trồng ngũ cốc và cải dầu khổng lồ. Phía đông Canada là trái tim cổ xưa của quốc gia. Các thành phố lớn như Toronto, Montreal và thủ đô Ottawa đều nằm ở phía đông. Vị trí thứ nhất, không ai khác chính là Liên bang Nga. Nga với diện tích 17,1 triệu km vuông dễ dàng biến nó thành khu vực lớn nhất trên thế giới. Trên thực tế, nếu nước Nga giảm 7 triệu km vuông thì đây vẫn là khu vực lớn nhất trên thế giới và phần bị mất sẽ xếp thứ 7 chung cuộc. Nó đại diện cho một vùng rộng lớn tương đương 11% đất đai của toàn thế giới. Giống như Trung Quốc, Nga giáp 14 quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, không có tỉnh hay là nước cộng hòa nào của Liên bang Nga là nằm ở vùng nhiệt đới. Mặc dù mùa hè ẩm ướt là hình thái chủ yếu ở phần lớn miền nam nước Nga, rừng taiga, quần xã sinh vật trên cạn lớn nhất trên thế giới, trải dài từ phía đông của Canada đến khắp các khu vực ở miền bắc nước Nga. Bên dưới các khu rừng và lãnh nguyên băng giá của nước Nga là rất nhiều trữ lượng dầu mỏ. Tuy nhiên, do chi phí và khó khăn trong việc khai thác, phần lớn tài sản dầu mỏ của nước Nga vẫn chưa được khai thác. Vùng Siberia chiếm 77% diện tích đất nước, trong khi đó chỉ chiếm 27% dân số của toàn nước Nga và là một trong những khu vực có dân cư thưa thớt nhất trên trái đất. Thôi hôm nay cái danh sách này sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới đây. Các bạn nhớ bấm theo dõi để những cái video tiếp theo mình làm sẽ hay hơn, có nhiều thời gian hơn, mình sẽ làm nó hay hơn. Rồi, cảm ơn các bạn.